Trong clip trước thì mình đã làm cái clip hướng dẫn cho các bạn về cách cái vệ sinh về heo thắng. Thì clip này mình sẽ làm clip hướng dẫn các bạn về cách thay dầu thắng và giữ nguyên áp lực thắng các bạn nhé. Mình sẽ làm clip về thay dầu thắng và giữ nguyên áp lực thắng thì ai cũng có thể làm được. Cái này thì nhiều clip trên mạng đã làm rồi nên mình mới làm cho mọi người ai mà chưa biết thì có thể tham khảo thôi. Không dành cho những anh em nào chơi mà đã biết làm rồi. Đó, mình các dòng mà đây mình nói về các cái dòng của nó. Các cái dòng như là cái bình dầu như là bình dầu rời. Bình dầu rời thì là mình không phải tháo cái nắp này ra. Đây không phải tháo cái mão này ra. Nếu mà đối với cái bình dầu liền mà nó liền phanh thì nó sẽ nằm ở trong cái mão này. Thì là mình bắt buộc mình phải tháo cái nắp này ra, thì nắp này đơn giản thôi, mình lấy lục giác. Đấy, lục giác mình tháo thôi. Đây, đấy lục giác. Đấy, lục giác mình đây lục giác à. Lục 4 là mình tháo nó ra thôi, đơn giản thôi. Cái này mình tháo tiên là muốn làm gì thì làm, thì mình phải tháo cái gương ra hết các bạn nhé. Tháo cái gương. Tháo gương này, tháo dùng cái lên 14 để tháo gương. Đó mình dùng lục giác 4 để tháo 4 cái con ốc còn quanh cái đầu ra để nhấc cái mão này ra. Đây, muốn gì? Tháo xong nhanh thôi, nhanh. Tháo cái phần mão này ra, mũ này ra thì nó nhanh các bạn, đơn giản. Đối với những xe mà bình dầu rời thì là mình không phải tháo. Cái này nó nằm ở ra bên ngoài thì không phải tháo. Thì mình chỉ cần là vặn ra là xong. Bây giờ mình chỉ việc mở cái nắp nó ra. Rồi. Lấy tô vít 4 cạnh. Mở nó ra là xong. Dùng lực dứt khoát rồi. Dùng lực dứt khoát thì mình mở nó ra để tránh cái đó. Đây, mình đây. Mình đã mở nó ra rồi. Các bạn nhìn. Đấy, các bạn nhìn đây nó đóng bẩn rồi. Đây, cái váng ở trên dầu rồi nó đây, mình sẽ quay cận cảnh thôi. Mình mở trực tiếp ra nhá. Đấy, mình nhìn cái nắp dầu này. Đây. Nó đã bẩn rồi, nó váng dầu nó đã bẩn rồi, cần phải thay rồi đấy. Về dầu thắng thì là mình nên thay định kỳ 10.000 khoảng 10.000 km một lần các bạn nhé. Không cần phải là nó đầy hay nó vơi hay nó hết nào, cứ khoảng 10.000 là mình thay một lần. Thì thay thì là mình nên thay bằng dầu tốt để giữ áp lực thắng. Dầu tốt thì mình đây mình vẫn dùng cái chai lần trước ly quy mô ly mình mua để cố tạo ra cái công ăn việc làm để cho nó hết cái chai đi, nhưng mà nó vẫn còn nhiều quá, nhìn vẫn còn đầy nguyên chưa hết được. Đấy, bây giờ mình sẽ tiếp theo là mình sẽ rút cái vẫn dùng bơm tiêm để mình rút cái dầu thắng ở trong cốc này ra. Nha, mình đã hút hết rồi đây. Đấy, mình đã hút cạn dầu ở trong bình dầu rồi. Bây giờ mình ở đây mình nhấc cái nắp này ra là xong, nhấc cái nắp này ra. Đấy. Mình vừa quay vừa lâu cho nên thực ra nếu mà mình vừa làm các bạn tự làm thì chắc nó cũng không đến 10 phút đâu, nhanh không mà. Rồi. Mình sẽ chuẩn bị một ống, một đoạn dây nhựa, dây này sẵn ra cửa hàng nào bán đồ vật liệu xây dựng thì nó sẵn đây, đúng bằng đây, mình cắm ở đây luôn. Cắm ở đây mục đích của mình làm gì là để mình cho cái khi mình đổ dầu vào trong này thì mình bóp dầu thì là dầu nó sẽ ra đây, nó không chảy ra mâm
thì dầu thắng này rất là ấy các bạn nhé, rất là hại sơn, mình đã nói trong clip trước rồi, và nó rất là ăn sơn vì nó gốc đốt 3 đốt 4 thì là đốt 5.1 rất là ăn sơn, chỉ có đốt 5 là gốc silicon này nó không ăn sơn thôi. Rồi bây giờ thế này, mình lấy cali 8 à, ốc dầu phanh nào cũng là cali 8 hết, mình vặn nó ra là xong rồi. Đấy, mình xả nó ra này. Đấy, mình xả đấy, xả bắt đầu dầu nó ra, bắt đầu khi mình xả ra xong mình phải vặn lại luôn nhé các bạn nhé, để mình mới đổ rồi, xả ra này, xả ra bạn đừng xả ra luôn, xả ra luôn chú ý nhé, tại vì trên cái cốc dầu này thì cốc này mình vừa mới hút hết ra xong, nếu mà bạn xả ra nó chảy hết trong ống dầu, trong cái dây, trong dây dầu trong này là nó sẽ hết dầu, nó sẽ mất áp lực thắng, mình sẽ phải lấy áp lực thắng lại từ đầu, nó rất là lâu nên mình đều phải vặn lại ngay, và mình sẽ đổ dầu phía trên đây. Rồi là mình đổ dầu phía trên này, xịn nhé các bạn nhé, liquid moly để đây mình đổ dầu vào nó. Rồi mình đổ cho đầy đi. Rồi ok, rồi bây giờ mình cứ bạn ốc cái ra đấy, mình xả ốc cái rồi đấy. Rồi đó, các bạn thấy dầu bắt đầu nó chảy ra đây, đây đầu này là mình tí mình đổ vào chai dài ra, mua dây thật dài ra, có 1 mét thì không ảnh hưởng, 1 mét này có mình mua có 4.000 đấy. Rồi mình cho như vậy được. Bây giờ mình đấy, các bạn thấy dầu nó ra không đấy, bây giờ mình bóp bên trên này đây. Đấy các bạn, mình bóp này đây. Đấy, bạn thấy dầu nó tụt xuống không, đấy dầu nó tụt xuống này, đấy là mình đã thông khi nào dầu nó tụt hết một bình đi cho thoải mái, rồi sắp hết rồi đấy các bạn. Đây là mình làm như này là mình đang xúc cái dầu cũ để mình đẩy hết cái dầu cũ ra để mình thay thế cái dầu mới vào trong đường ống của nó, để mình bóp tiếp này. Rồi ok này. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục, mình sẽ đổ thêm dầu mới vào. Rồi đây mình sẽ đổ thêm dầu mới, đổ đầy luôn nữa nhé, đổ đầy luôn. Rồi ok, lại đổ đầy rồi. Mình bóp tiếp này. Đấy bạn thấy dầu nó xuống không? Đấy. Mình có bóp khoảng 1.5 bình này thôi là dầu bên trong nó đã sạch rồi đấy. Rồi, đấy các bạn này. Đấy mình đổ này là hết khoảng 1.5 bình một cái bình rưỡi dầu này rồi, và bên trong dầu của mình đã sạch rồi, bây giờ mình chỉ việc là bên dưới này đây, đây mình, bạn nhìn cái dây dầu này đấy, cái dây dầu đấy, dây dầu này mình làm cái dây này ok bạn thấy này, sạch bong luôn đây, không hề dây ra một tí dầu nào ra mâm hay là ra heo hết, sạch bong. Như các thợ bạn nhìn clip khác họ làm dày dầu mỡ nó chảy hết ra mâm, sau một thời gian nó sẽ rụp sơn, đây sạch bong luôn, mình nhấc cái dây này lên, nhấc dây lên, đấy, mình lên, ta đổ dầu vào chai dầu thừa, rồi thế là xong, mình siết ốc lại. Rồi mình siết ốc lại, bây giờ mình đổ thêm dầu vào lên trên này. Rồi tiếp theo đổ tiếp dầu vào đây. Đấy, đổ dầu vào đây. Ok. Rồi bây giờ là mình bóp lấy áp lực thắng nó thôi. Đấy.
mà mình đổ khoảng độ một một bình rưỡi cái dầu cốc dầu này thì nó thông dầu chảy hết ra đây, là các bạn chú ý nhé, đừng đừng để cái bình dầu này nó hết, vì các bạn nếu mà xả cái van này ra là bình dầu dầu nó sẽ tự động chảy ra thôi, chảy ra là hết thôi. Khi các bạn chú ý bình dầu này nó còn một nửa là các bạn sẽ kéo mình là lại lại ngay đấy nha, mình dặn nha, đây đây mình dặn đây đây. Khi cốc dầu này nó còn một nửa thì các bạn phải siết ốc lại ngay, nếu mà không là nó sẽ chảy hết mất ngay, bởi vì cái cốc này nó trên cao và cái này nó dưới thấp, các bạn xả cái van này ra là đường dầu nó sẽ chảy ra hết và trong ống này nó sẽ không còn dầu nữa, các bạn phải lấy áp lực lại từ đầu rất là lâu, thì lấy nó cũng dễ dàng thôi, không có gì khó cả, nhưng mà nó hơi lâu một tí. Rồi đây mình đã thay xong, còn một nửa này mình đã siết chặt cái ốc lại này, nên vẫn lấy cà lê 12 siết chặt cái ốc này lại, vừa mình siết bằng tay nhẹ một cái, mình không cần phải siết chặt bội, mình cần siết bằng tay nhẹ là dầu nó không xuống được nữa rồi, và xong đường ống trong dầu không phải thay đổi và khí cũng không có, vậy thế là áp lực đây rồi. Mình bóp đây nó kêu tạch tạch đây đấy, không hề thay đổi luôn, áp lực dầu vẫn nguyên, mình không phải lấy lại áp lực dầu gì cả, rất là dễ dàng thôi. Đấy, bây giờ mình chỉ việc là lấy cà lê mình siết chặt cái đường ống này là xong, siết chặt thế. Đây là ok. Rồi, sau đó khi mình vặn ốc ở bên dưới lại, mình chỉ việc đổ thêm dầu vào đây cho nó đầy bình là được. Đầy cái cốc bên trên này của mình là ok. Và việc đơn giản ở bên dưới đó là chỉ việc ấn lại cái nắp này là xong. Đấy là xong. Và mình nắp lại cái nắp bên trên. Đây, cái nắp bên trên mình sẽ quay lại cái nắp lần lúc đầu này. Đấy. Các bạn thấy không? Nó rất là dơ. Đấy, mình đã vệ sinh, mình lau qua nó và mình đã là nên là ok. Đấy, nó rất là dơ này. Cái này mình chỉ lau sạch thôi nhá, không dùng cái bất kỳ cái chất tẩy rửa gì để mình cọ rửa cái răng cao su này, bởi vì răng cao su nước nó vào, hoặc là mình dùng RP7 hay dầu hôi mình rửa là tí nữa sẽ vào kia, nó sẽ vào trong dầu phanh, nó sẽ làm hỏng dầu phanh, mình chỉ lau sạch sẽ đi là được, xong mình sẽ lắp luôn vào là ok. Rồi, và việc cuối cùng của mình là chỉ việc... rồi lắp lại thì đơn giản thôi, mình tháo ra như nào thì mình lắp lại như thế là xong. Vặn lần lượt hai con ốc hai bên lực đều nhau, vặn lần lượt không vặn bên nào nhiều hơn. Vặn vừa chặt tay là được, thế là xong đấy các bạn. Chết thật vừa. Bây giờ lắp thêm lắp cái mũ này vào. Đây, cái mũ này vào. Mình lắp ốc của quay. Xong lắp thế là sau cuối cùng là tháo thửa ốc, tháo có mỗi một con thôi, mình tháo hẳn 6 con vòng quanh gần hết, rời cái đầu này ra lắp vào tí chết tí thì ăn gạch đấy các bạn, là tháo mỗi một con ốc ở chỗ này thôi và nhấc cái này lên là xong, là tháo được cái nắp mão này ra thôi, mình tháo thừa và thế nào lắp vào bằng cần mỗi một con cuối cùng tháo ra 6 con chết, giờ chỉ tháo một con này ra lắp vào là xong, thế là xong luôn. Đây con này là ok. Đấy. Đấy, tháo mỗi một con này ra đùng đục bốn, mình tháo ra để mình nhấc cái này ra là mình thay xong rồi mình lại lắp vào, thế là xong. Và mình vừa nãy núi nào tháo hẳn 6 con ra vừa tháo xong rồi. Đấy là mình đã làm xong cái phần tháng trước. Mình thay dầu tháng trước và áp lực tháng không phải thay đổi. Bây giờ tháng sau thì tương tự như vậy thôi, các bạn chỉ cần mở nắp bình dầu và làm tương tự như vậy thôi. Vì mình không muốn làm, mình sẽ cắt cái clip ở đoạn này, mình không muốn làm thêm tháng sau nữa, bởi vì nó sẽ là làm cái clip nó sẽ bị dài và các bạn xem mà nó sẽ bị nhàn chán. Các bạn mình chỉ làm bài trước thôi. Còn đằng sau mình vẫn thay nhưng mà mình cắt nó đi. Vì là làm trước làm sau thì cũng đều là xả mỗi lốc ở đây hết và đổ dầu vào và đẩy dầu ra là nó giống hệt nhau. Không cần phải mua nhiều đồ, mà các bạn như một tiệm rửa xe thì các bạn chỉ cần mua một bộ lục giác với những cà lê với lại tô vít 4 cạnh, 2 cạnh như bình thường là các bạn có thể làm một người thợ sửa xe rồi đấy. Vì những cái dầu này các bạn tự mua được, vì dầu chất lượng tốt, áp lực thắng tốt, thì ra tiệm thì sửa xe bình thường thì làm gì họ thay cho các bạn cái dầu thắng tốt này. Thì là các bạn hãy tự thay cho mình, tự thay chăm sóc cho xe của mình. Mình đã thấy cảm thấy nó tự tin hơn khi mình lái
thay vì giao xe thợ thì dầu đấy bạn thay đấy, khi các bạn thay cái thắng này các bạn thấy không, cái dầu mà thắng nó chảy ra ra vỏ xe ra mâm hầu như là chả có giọt nào cả các bạn, chả có giọt nào, nhưng mà các bạn mang ra thợ thì các bạn thấy đấy, dầu thắng rồi nó chảy từa lưa ra mâm rồi ra vỏ các bạn, thì nó sẽ là xuống cấp mâm xuống cấp vỏ thôi. Cái đấy là tùy các bạn, mình có quyền thì mình làm thôi. Clip của mình xin được dừng lại tại đây. Nếu mà thấy hay thì các bạn cho mình một like và đăng ký kênh của mình để mình có động lực tạo ra các clip tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn.